chiên phải chấm với 5 ngân ớt tỏi Lý Sơn lên làm. Tôi có tỏi Lý Sơn à? Để anh. Ủa gì vậy? Tỏi Lý Sơn đi bà ơi. Anh phải nghe em nói hết đã. Vì tỏi Lý Sơn bây giờ đã có trong 5 ngân ớt tỏi Lý Sơn mới rồi nè. Với 100% tỏi Lý Sơn thơm lừng đặc trưng nhờ đất đỏ núi lửa và các san hô, 5 ngư ớt tỏi Lý Sơn mới ngon tuyệt ai cũng duyệt. Nay đã có thêm 5 ngư ớt gừng Kỳ Sơn và 5 ngư me tươi Nam Bộ mới.